Dạ vâng, thì tiếp tục video thì bên em lại giới thiệu cho cả bác về một đôi loa Mỹ nữa là đến từ hãng JBL nha bác nha. Thì đôi loa này có mã model là JBL GGX115 là cái mã của nó thì nó sẽ sử dụng là một bát 40 nha bác, một bát 40 và một chép hồng kèn. Đấy, một chép hồng kèn. Đôi loa này đôi loa full, thiết kế thùng gỗ bọc ní. Và hàng về bên em thì còn cực kỳ đẹp và chất rất đẹp luôn bác, từ trong ra ngoài bao riêng xịn cho tất cả bác nha. Đấy. JBL115 thì bát nói là bát gân vải nha bác nha, gân vải đấy, rất là chất lượng. Dòng này thì nó gân vải các bác karaoke thoải mái đấy. Màng là dập sóng hết này, dập sóng hết à. Về cái nấm của nó thì nấm đỏ, màu nó tí cực kỳ là đẹp và chất lượng nha bác. Đấy, thì em quay tổng quan chi tiết về cái nội thất của nó thôi. Còn cái về cái hình ảnh cũ lo thì các bác em sẽ chụp hình sâu, quay sâu cho cả bác. Đấy, thì mở những con ốc vít này ra thì nó rất là mất thời gian nha bác nha. Thì em sẽ làm một cái clip sau cho các bác, hoặc là bác các bạn Zalo với em qua số đuôi là 03, qua số là 0366 48707 thì em sẽ gửi hình ảnh chi tiết cụ thể cho tất cả bác sau. Đấy. Về hình thức bên ngoài thì con này thì phải gọi là cực kỳ là đẹp rồi, về tiếng loa cũng như là chất lượng. Đấy, các bác nhìn logo JBL nha, JBL bát chép. Ở trong này thì các bác sẽ thấy được là phần tầng này. Đấy, các bác thấy phần tầng nó rất chất lượng luôn nha. Em quay phía bên trong thùng thông qua cái lỗ thông hơi. Đấy, cực kỳ là chất lượng luôn nè. Ở dưới thì các bác thấy được luôn là cái nhện lo này. Đấy. Đấy, các bác thấy được nhện lo là zin nguyên bản nha. Như thế này là các bác đủ biết rồi. Đấy, là zin nguyên bản luôn. Bên trên là cụ chép. Bên trên là cụ thép nha. À, nói chung là cái hình ảnh chi tiết thì bên em sẽ gửi cho bác xong. Còn về chất lượng á, thì bên em cam kết là riêng như bán cho tất cả bác. JBL GGX100 là cái mã của nó, còn 115 là cái mã model. Đấy. Bằng nhôm luôn nhau bác nha. Ngồi đằng sau đây bác, ngồi sau đây. GGX100 model GGX115 đường tín hiệu đầu vào là đường New Chic và 6 ly. Đấy. Còn đây là cái thông số của nó thì đây các bác, thông số của nó thì 250 đến 500W lò 8 ohm. Đấy, các bác nhìn nè, này thì nó thiết kế tại Mỹ và lắp ráp ở sản xuất tại Mexico. Đấy. Được thiết kế JBL thì con này thì được sản xuất tại Mexico nha các bác nhé. Rất là chất lượng luôn nha bác. Về phần căn này, các bác nhìn phần căn quá đẹp luôn nha bác. Còn dây dặn và cực đẹp. Đấy, không bong tróc hay là rách xước xát gì nha. Cả cặp thì đều rất đẹp luôn. Còn đây là cái canh của nó bác, canh của nó này, cái canh này còn tem cờ là còn nguyên nha bác nha. Đấy, cái canh là cái canh lấy sắt em vừa tháo ra, tem cờ là còn nguyên. Ở trên này thì nó sẽ có những cái thông số của nó này. Đấy. Độ nhảy là 128 decibel. Đấy, quá là ok luôn, quá cao. Đây là cái con này nó hát cực kỳ là tốt. Còn công suất mát của cái đôi lo này thì nó chịu đựng là 1000W. Còn cái công suất để mà sử dụng những cái con đói để đánh thì từ 250 đến là 500W. Đấy. 250 đến 500W như cái thông số ngồi đằng sau nha bác nha. Đấy. Rất ok. Quá đẹp luôn. Đôi này thì trong tầm giá thì quá tốt các bác chơi karaoke nha. Rồi, thì các bác nào chơi đôi này thì alo em, giá là 16 triệu bên em bao cước toàn quốc cho cả bác này. Đấy, 16 triệu nha bác, một đôi lo JBL full bass 40 chép kèn, giá 16 triệu, quá là rẻ luôn cho cả bác nha. Quá tốt luôn.
Đấy. Giá bên em là bao cước nhá, đã bao cước rồi. Okay. Đã bao cước rồi nha bác nha. Rồi bác nào yêu thích dòng Revealer GX115 thì alo cho em. Đấy. Dòng này bác những cái phòng mà tầm 25 hoặc là 30 mét vuông nó lại, các bác không cần gì sấp, không cần sấp và đánh cực kỳ là hay các bác. Hát tiếng karaoke về cái tiếng nó rất là sáng nha. Rồi. Mọi chi tiết mua hàng thì các bác cứ việc liên hệ cho em qua số điện thoại là 0363648707 0393149. Hàng rất đẹp và chắc. Rất đẹp và chắc nha bác nha. Rồi em xin chào và hẹn gặp lại.